sách làm đàn chẳng ngay. Vợ con người phải lầm tay, mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời. Xấu cha hổ mẹ nhiều lời, xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi. Vọng ngôn giả dối ngoài môi, chuyện không nói có rồi nói không. Dụng lời đâm thọc hai lòng, phân chia quyến thuộc vợ chồng anh em. Mắng nhiếc chửi rủa pha dèm, xóm làng cô bác chị em không chừa. Nói lời dây vô ích dây dưa, phí chờ quý báu hết trưa đến chiều. Uống rượu sanh hại rất nhiều, ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiêng. Say sưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụi như điên khác nào. Loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. Sang tham những của người ta, mong sang đoạt được lòng tà mới ưng. Nết sân nóng giận không chừng, toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng. Si mê tin chả chẳng phòng, nghe đâu theo đó không thông chánh tà. Chẳng tin Phật Pháp cao xa, thẩm thâm vi diệu bao la trên đời. Nếu con cố ý phạm lời, hoặc là vô ý lỗi thời điều răn, hoặc xúi kẻ khác bạo tàn, hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo, phạm nhầm ngũ giới thập điều, vì chân thân khẩu ý nhiều lần sai. Lỗi từ kiếp trước lâu dài, đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen, hoặc vì tà kiến đã quen, khinh khi tam bảo lòng bèn chẳng tin, cho rằng người chết hết sinh, phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay, hoặc phạm thường kiến tội dày, sống sao đến thác sanh lai như thường. Tội nhiều kẻ cũng không lường, vì con ngu dốt không tường phân minh, dễ vui tam bảo hại mình, bởi chân không thấu vô minh nghiệp tà. Cho nên chân tánh mới là, tối tâm chẳng rõ sai ngoa thổi đầu, hóa nên khởi dại đã lâu, để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay. Khác nào bèo bị gió quay, lên trên giữa biển, giật giờ bờ sông, xét con tội nặng chập chồng, kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này. Con xin sám hối từ đây, nguyện cầu tam bảo đức dạy độ cho. Tội xưa chẳng hạn nhỏ to, con nguyện dứt cả chẳng cho thêm vào. Tâm lập chí nâng cao, cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn, cho con khỏi chú mê hồn, đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề, thoát vòng khổ não tối mê, hưởng miền cực lạc mọi bề thảnh thơi. Ngày nay dứt bỏ việc đời, căn lành gieo giống chẳng rời tông phu, mặc ai danh lợi buông xuôi, nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Trước là đồ lấy bổn thân, sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu. Sám hối đổi tội lỗi đủ điều, duyên lành đâu cũng ít nhiều kết xây. Con xin hồi hướng quả này, thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường, cùng là thân thích tha phương, hoặc đã quá vãng, hoặc thường hiện nay. Chúng sanh ba giới bốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mau tụ hội lãnh thâu quả này. Bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng mắt ngay với cùng. Thấy đều thọ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vọng gạt nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đạt thành thánh quả, hoàn khai đạo lành. Nguyện cho Phật Pháp thịnh hành, năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian. Và bây giờ là thời điểm là thích hợp để xin thọ trì tâm quy và ngũ giới. Xin đạo tràng giữ tâm thanh tịnh cùng con tắc bạch để cung thỉnh Ngài. Uka sa mayang phan te visung visung rakhanat thaya tisarane nasahapan chasila niya jama. Bài chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo để vẫn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Dutiyam vipmayam phante visung visung rakhanatha yati sarane na sahapan chasila niya chama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo để vẫn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Phần thứ nhị. Tatiyam vipmayam phante visung visung rakhanatha yati sarane nasahapan chasila niya chama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng chuyển hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sơn Khai Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nét nem mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào huynh chân ngộ. Hôm nay có đôi bông tai đẹp ha. Mình chào sư Nguyễn Mộng, sư Hồng Nhật, Tâm Hạnh, sư Mỹ Ta, sư Kim Nhung, sư Nhật Quỳnh, sư Khẩu, đạo hữu Hạnh Kiểm, sư Thi Lâm, sư Quyền, sư Thiền Vũ và sư Thanh Hoàng. Xin được thay mặt Kia Tăng truyền tâm quy và ngũ giới để đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sở năng gây cha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sở năng gây cha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn thắng sở năng gây cha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Được tỷ dòng vì Bụt đăng sở năng gây cha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần thị. Đức Di Dâm Bi Đấng Mong Sợ Đấng Ca Cha Mi Con Em Lên Lòng Thành Kính Xin Quy Pháp Lần Thứ Nhị. Đức Di Dâm Bi Sẵn Thắng Sợ Đấng Ca Cha Mi Con Em Lên Lòng Thành Kính Xin Quy Tăng Lần Thứ Nhị. Tạ Di Dâm Bi Bụt Đăng Sợ Đấng Ca Cha Mi Con Em Lên Lòng Thành Kính Xin Quy Phật Lần Thứ Ba. Tạ Tỳ Dâm Bi Đấng Mong Sợ Đấng Ca Cha Mi Con Em Lên Lòng Thành Kính Xin Quy Pháp Lần Thứ Ba. Tạ Tỳ Dâm Bi Sẵn Thắng Sợ Đấng Ca Cha Mi Con Em Lên Lòng Thành Kính Xin Quy Tăng Lần Thứ Ba. Bụt Đăng Sa Ra Nang Kha Cha Mi Con Em Lên Lòng Thành Kính Xin Quy Phật. Đàm mong sa ra nam ga cha mi con đem lòng thành kính xin quy pháp. Sang khang sa ra nam ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đức ti yam bi bu tang sa ra nam ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đức ti yam bi đàm mong sa ra nam ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Đức Tỳ Giàm Bi Sàng Khang Sa Ra Nam Ga Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta Tỳ Giàm Bi Bù Tàng Sa Ra Nam Ga Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta Tỳ Giàm Bi Tàm Mang Sa Ra Nam Ga Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Ta ti yam bi sang khang sa ra nang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca ha nang ni thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. À ma phàn tê dạ xin vâng. Bà nai thi bà ta về ra mặt đi sẽ khó đang tham ma dạ mi con xin vâng. Những điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adin na da na veramani sikha pran saman yami con xin quan giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicchacara veramani sikha pran saman yami con xin quan giữ điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mục sa wa da we ra ma ni si kha pa lang sa ma ya mi con xin quan giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma cha pa ma da tha na we ra ma ni si kha pa lang sa ma ya mi
Con xin bao nhiêu điều học là quỷ tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata veramani sikha padang sammatiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana veramani sikha padang sammatiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara veramani sikha padang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musavada veramani sikha padang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suramerayama chapamadathana veramani sikha padang sammadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Mai ni ban cha si kha bạc đà ni sa lu căng ca toa ngập ba ma đê na ni cha ca lăng samarak kỳ tóc băng. Thưa Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới là tam bảo rồi, phải ráng bao nhiêu hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. À, ma phàn tê, dạ xin vâng. Sì lê na su vi tinh doanh tị, sì lê na phô ca sâm bác đài, sì lê na lê phu tinh doanh tị ta sâm mai, sì lăng ủy xôn thạ dê. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời, cũng nhờ diệt giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ diệt giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ diệt giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có năng thọ trì giới luật chư được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thay, con xin sám hối trước tam bảo. Uttamang ghe na wan de hang pa ra pang sung varuttamang Bute yo khalito do so buto khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha duy thang varang tam me yo khalito do so tam mo khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang ca duy tho tamang sang khe yo khalito do so sang ho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. So atthalatho sukhito varunho buddhasa sane arogo sukhito visaha sabbe nyati visa antalathan. Sukhita varunha buddhasa sane aroga sukhita visaha sabbe nyati vite antalathan. Sukhita varunha buddhasa sane aroga sukhita visaha sabbe nyati viên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy.
Sa thú lành thay, và con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi kusala mang kata bang kiri yang mamaka ye na wacha manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye chasata asanino katang punya palang mayham sape pha ghi pha hoàng tu tê ye tang ca tang su vi di tang din nang pu nha pa lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan toa ni we da yung sa pe lo cam hi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ca manun nhang phu cha nang sa bê la phan tu ma ma chê ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đã được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh mà đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thực cho hồi hướng với tâm hoan hỷ. Hi đăng nô nhà ti năng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta dù. Hi đăng vá ta mê pu nhàng à sa vá kha dù vá hàng hô tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu niddukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikkhayukha hontu arogha hontu sampatti sammicchantu sukhi attanang pariharantu dukkhapatta chanit dukha vayapata chanipaya sokapata chanisoka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trách nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nhà con đã xong phần lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo, xin hồi ứng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con. Và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Dạ, bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng giờ Việt Nam. Dạ, con kính nhường mic lại cho sư để bắt đầu chương trình học sáng nay. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Thầm Mài, dạ. Nam mô Sơn Khai, dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn xin đức tăng trong những việc nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 358. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Ta thành át ta gia sa quan đà biết
Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutamo Sapa Garu Hichet Thako Lo Kasasatha Janadam Mako Vido Vanda Mahantang Arapu Chanay Yakang. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ, tri năng vô lượng. Tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ vi yết ta sa sa thu nô lô ca nó mình tha sa vi na ca rô cô sắp và nhu bút thập bất đi bồ thị sanh nhá tu quan đà ma hành tầng nó ra phù cha này gia cần pháp bảo vi nhân vàng như là soi sáng vạc màng phù minh phá tan lầm lạc dụng sinh đầy nhận Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thô số gá tá sá sá quá cô sách khá số cà mô quá khá thầm má sách khá cô niên đà bá sang sá đi á na đá rô quá rô hoàn đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần tăng bảo tinh văn vật đà tâm học mong rõ để mà thoát ân. Các ngài thanh tịnh ly trần xá lìa thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin lễ lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayate je nasikha me e tuva thanantasa vi anupa ve nasahasa je nasachatu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bodhaya. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta học câu Phật ngôn 358. Có người thắc mắc 357 chưa học ngữ vấn. Có một chữ thôi. Cái câu này 358 cũng có một chữ thôi. Nếu mà chúng ta kéo dài thời gian thì nó sẽ nhàm chán. Thì bốn câu Phật ngôn chỉ có khác nhau có một từ. Bây giờ chúng ta đem cái từ đó rồi nguyên cả bài như vậy thì như vậy nó mất thời gian ha. Bởi vì cái duyên sự chỉ có một thôi, mà duyên sự có một ha, thì bây giờ chúng ta hiểu được ý nghĩa bốn câu Phật ngôn, bốn câu Phật ngôn cùng một duyên sự khác nhau có một từ. Khác nhau có một từ mà cái câu Phật ngôn đầu tiên tư vấn thì chúng ta cũng đã hiểu. Thì ba câu sau này chỉ khác nhau có một từ thôi. Câu đầu tiên ra gá, câu số 2 đô xá, và câu số 3 này mô há tham sân si. Chỉ có khác hơn từ à. Cho nên bây giờ chúng ta đi vào nội dung tư vấn mất thời gian. Cho nên quý vị cũng tùy duyên ha. Chúng thủ không bao giờ để cho quý vị coi như là thời gian trống, mà cố gắng để cho hết thời gian, tức là chúng ta sinh hoạt cho đến 6 giờ rưỡi. Trừ ra những cái trường hợp chúng tôi bận, chúng tôi cố gắng để quý vị đến với đạo tràng và không có làm cho quý vị mất lòng, buồn phiền. Mong quý vị thông cảm ha. Rồi bây giờ câu Phật ngôn này khác nhau có một từ, thì cái phần đó chúng ta sẽ thảo luận tại sao cái từ mô ha dịch là si ha, mô hát là si. Thì cái vấn đề, trong cái vấn đề thảo luận, chúng ta có thể đưa ra những cái vấn đề si là như thế nào, và mục đích trong cái vấn đề học những câu Phật ngôn này chúng ta chỉ gợi ý thôi.
Còn quý vị phải tự tham khảo. Chứ cái lời nói của Đức Phật mà bây giờ chúng ta triển khai với cái trí phàm phu của chúng ta chẳng qua là quỷ bán pháp thôi. Nói ra đúng, đúng sự thật. Đức Phật là một cái vị đã giác ngộ mà chúng ta chưa giác ngộ, mà dám đem lời của Đức Phật ra để mà giảng giải, để mà có ý kiến, ý cò hoặc là tư kiến của mình đưa vô đó. Mà trong khi sự tu tập của chúng ta được bao nhiêu. Nói về Bát Chánh Đạo, thì chúng ta thực thi theo trong đó. Cái khổ, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, đó là bốn sự thật của thế gian. Nhưng mà bốn cái sự thật này chúng ta hiểu cái sự thật nó được bao nhiêu. Khổ đế phải thắng kỳ, tập đế phải đoạn trừ, diệt đế phải tác chứng, và đạo đế thì phải tu tiến. Nhưng mà chúng ta tu tiến như thế này có đúng đạo hay chưa? Chúng tôi chỉ là một viên gạch lót đường để quý vị triển khai cái khả năng tu tập. Chứ không phải chúng tôi là những cái vị mà coi như đem câu Phật ngôn này ra lý giải, ra bình luận, ra phê phán. Không có. Bởi vì đi vào chiều sâu, chúng ta phải hiểu về vi diệu pháp nó như thế nào. Si nó thuộc về si hoài nghi hay là si phóng dật hay là gì đó. Chúng ta phải hiểu lộ trình tâm của chúng ta. Trong đó tâm tham, tâm sân, tâm si. Đó là tam độc. Ba cái độc hại này nó làm cho chúng ta coi như là bị chi phối, và chúng ta không thấy được sự thật. Khi nào chúng ta vô tham, vô sân, vô si, thì khi đó chúng ta mới ngắm mặt nhìn đời, chúng ta mới gánh nặng bỏ xuống. Còn bây giờ gánh nặng của chúng ta còn rất là nhiều, cho nên chúng ta phải nương nhau để mà sống ha. Rồi bây giờ đi vào bài học ha. Câu Phật ngôn 358 và còn một câu 359 nữa là mới kết thúc, tức là bốn câu Phật ngôn cùng một danh sự. Vậy thì bây giờ cứ theo tuần tự ha, tuần tự, tức là bây giờ trước tiên chúng ta đọc. Làm sao đọc cho nó ổn định nè. Bởi vì cái trình độ của quý vị á, đọc đúng đọc sai quý vị biết hết rồi. Trình độ của quý vị bây giờ giỏi. Và những cái bài học mà khi mà nhìn vô văn bản quý vị cũng đọc chạy chữ luôn. Đó là một cái trường hợp mà quý vị đã vượt qua cái trình độ mà ABC rồi. Mà bây giờ quý vị đọc, quý vị nhận định chỗ nào đúng chỗ nào sai, quý vị tự biết. Đó là một cái sự thành công rồi. Đó là sự thành công mà chúng tôi nghĩ rằng chính bản thân của chúng tôi đã hết bổn phận đối với quý vị. Rồi bây giờ trở lại vấn đề. Tina dosa niketani Tina dosa niketani Moha dosa ayang bacha Moha dosa ayang bacha Moha dosa ayang bacha Bây giờ chúng tôi ôn lại hai câu này ha. Tina đồ sa ni khe ta ni mô ha đồ sa a yang ba cha Tina đồ sa ni khe ta ni mô ha đồ sa a yang ba cha Tina đồ sa ni khe ta ni mô ha đồ sa a yang ba cha
quý vị thấy rằng khi mà đọc từng câu một thì nó khác, mà khi đọc hai câu mà nó dính liền nhau thì quý vị phải chú ý trường âm đoạn âm. Tức là chúng ta phải đọc liền lạc chứ không phải đọc nhát gừng. Nhát gừng có nghĩa là đọc từng câu một. Tín đồ sa ni khét ta ni, à tới chữ ni chúng ta dừng. Nhưng mà đọc liền lạc hai câu để bổ sung ý nghĩa cho nhau thì tín đồ sa ni khét ta ni mô hát đồ sa a yam ba cha. Thì quý vị thấy rằng khét ta ni mô hát đồ sa, à một cái sự nối liền. Sự nối liền này để chúng ta thấy rằng chữ ní nó chạy qua chữ mô, chứ không phải tới chữ ní này quý vị cũng kéo dài. Đọc kéo dài tức là đọc từng câu một, gọi là nhắc gừng ha, từng câu một thì tới chữ ní chúng ta dừng. Nhưng mà khi đọc hai câu á, để bổ sung ý nghĩa với nhau á, thì hết ta ni mô hát đồ xà ha, hết ta ni mô à ni mô, chứ không phải là lý rồi kéo dài. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3, câu số 4. Tas ma hi vi ta mô hề su, tas ma hi vi ta mô hề su, tas ma hi vi ta mô hề su. Và câu số 4. Din năng hồ ti ma hấp pha lăng, đinh năng hồ tê ma hấp phát lăng, đinh năng hồ tê ma hấp phát lăng. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Tát ma hi vi tát mô hề su, đinh năng hồ tê ma hấp phát lăng, tát ma hi vi tát mô hề su, đinh năng hồ tê ma hấp phát lăng, tas ma hi vi tam mô hề su, đinh năng hồ ti ma hấp phát lăng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại. Nguyên cái câu Phật ngôn 358 theo dòng kinh ha. Tina đồ sa ni khét ta ni mô hát đồ sa a yam ba cha, tát ma hi vi ta mô hề su, đinh năng hồ ti ma hấp pha lăng. Tina đồ sa ni khét ta ni mô hát đồ sa a yam ba cha, tát ma hi vi ta mô hề su, đinh năng hồ ti ma hấp pha lăng. Rồi cần đọc thứ hai. Tín đồ sa ni khét ta ni mô hát đồ sa a yam ba cha, tát ma hi vi tát mô hề su, đinh năng hồ ti ma hấp pha lăng. Tín đồ sa ni khét ta ni mô hát đồ sa a yam ba cha, tát ma hi vi tát mô hề su, đinh năng hồ ti ma hấp pha lăng. Như vậy theo dòng kinh thì chúng ta có hai cách đọc ha. Có hai cách đọc bởi vì cuối câu số 2 đó là trường âm. Còn nếu cuối câu số 2 không phải là trường âm thì chúng ta đọc mệt nghỉ. Tức là khi nào chúng ta đứt hơi thì chúng ta nên dừng lại nơi trường âm. Quý vị chú ý ha. Khi nào mà cuối câu số 2 nó là đoạn âm thì chúng ta nếu bị đứt hơi thì phải dừng lại nơi trường âm. Còn cuối câu số 2 nó là trường âm thì chúng ta sung sướng được dừng lại nơi đó, để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Ví dụ tiếng Việt: có làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời. Đây là một cái sự so sánh ha. Một sự so sánh cách vật trí tri. Nói lấy cái hình ảnh bên ngoài
để ám chỉ về chính bản thân của chúng ta, ám chỉ về con người của chúng ta. Bởi vì bên ngoài là một vũ trụ lớn, một bản ngã lớn, còn con người của chúng ta là một vũ trụ nhỏ, một cái bản ngã nhỏ, mà đây là một sự so sánh. Khi mà so sánh như vậy xong thì kết luận như thế nào? Bố thí người ly si do vậy được quả lớn. Bố thí người ly si do vậy được quả lớn. Đó là cái kết quả mà cái sự so sánh đó nói lên. Người bị si chi phối thì bây giờ những cái người nào không còn si mê nữa, thì phước báo khi chúng ta bố thí đến những cái người như vậy có được cái quả, có được cái lợi ích lớn. Rồi bây giờ đọc lại một lần nữa giọng kinh và giọng kệ. Giọng kinh ha: Tina dosa niketa nimoha dosa ayam bacha dasma hiwi tamohe sudinam ho timahapalam. Tina dosa niketa nimoha dosa ayam bacha dasma hiwi tamohe sudinam ho timahapalam. Như vậy thì dòng kinh quý vị thấy chỉ khác nhau có một từ moha, và hai bài trước chúng ta đã học rồi. Thì bây giờ hôm nay chỉ học có một cái chữ moha, chữ si mà thôi. Chữ si mà thôi. Rồi bây giờ dòng kinh chúng ta cũng đã đọc xong, thì bây giờ qua dòng kệ một câu tám từ. Thì chúng ta chia ra bốn bốn, chia ra bốn bốn, và một câu lên một câu xuống, tức là chúng ta phải đọc liền lạc một lần hai câu, cũng giống như giọng kinh chúng ta đọc một lần hai câu, chứ không nên đọc từng câu một ha. Đọc từng câu một trang nghiêm tôn kính trân trọng, chỉ có bài thỉnh pháp sư. Với cái dòng kệ chúng ta tôn kính vị đại Quảng Thiên Sa Hầm Bát Tí. Còn ở đây thì đa số chúng ta phải đọc một lần hai câu, nhất là dòng kệ. Một câu lên một câu xuống ha, để cái âm giọng nó nâng đỡ cho nhau. Tí na đô sa ni kê ta ni mô ha đô sa ayam ba cha. Chúng ta đọc lại ha. Tỳ na đô sa ni khe ta ni mô ha đô sa ayam ba cha tas ma hi vi ta mô hê su đình năng hô tê ma ham pha lăng. Tát ma hi vi ta mô hê su đền năng hô tê ma ham pha lăng. Bây giờ đọc lại nguyên bài ha. Tỳ na đô sa ni khe ta ni mô ha đô sa a yăng ba cha. Tát ma hi vi ta mô hê su đình năng hô tí ma ham pha lăng. Tí na đô sa ni khe ta ni mô ha đô sa a yăng ba cha. Tát ma hi vi ta mô hê su đình năng hô tí ma ham pha lăng. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị ạ. Hôm nay sao quý vị khiêm tốn quá vậy nè. Bài này đâu có khó,
Rồi, mời Sĩ Kim. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 358. À, cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. 1, 2, 3, 4, 5, 5 người là quá, quá gõ gàng rồi. Quá gõ gàng rồi. Dạ, con xin đọc à. Tí na đồ xà ni khét tà ni mồ há đồ xà a dặn ta chà tas ma hi quỳ tam mồ hề su đình nàng hồ tí ma hấp pha lăng tí na đồ xà ni khét tà ni mồ há đồ xà a dặn ta chà tas ma hi quỳ tam mồ hề su đình nàng hồ tí ma hấp pha lăng. Phân tích câu 1, câu 2. Tí na là hai đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, khét trường âm ngắn, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm. Câu số 2, mô trường âm thông thường, há đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, á đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, cha trường âm thông thường. Câu 3, câu 4, tas ma, ôi đọc lại câu 1, câu 2 chứ quên. Tí ná, tí ná đồ xà ni khét tà ni mồ há đồ xà a dặn ba trà. Câu 3, câu 4. Tás mà hi quỳ ta mồ hề xú đình nằng hồ tí má hấp pha lần. Phân tích câu 3, câu 4. Tás trường âm ngắn, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, quỳ trường âm thông thường, tá đoạn âm, mồ hề hai trường âm thông thường, xú đoạn âm. Câu 4, đình trường âm ngắn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hồ trường âm thông thường, tí má hai đoạn âm, hấp trường âm ngắn, tá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4. Tas ma hi quỳ ta mồ hề xú đình năng hồ tí má hấp phá lăng. Đọc lại hết nguyên bản. Tí na đồ xà ni khét tà ni mồ ha đồ xà a dằn pa trà tas ma hi quỳ ta mồ hề xú đình nằng hồ tí ma hấp pha lăng tí na đồ xà ni khét tà ni mồ ha đồ xà a dằn pa trà tas ma hi quỳ ta mồ hề xú đình nằng hồ tí ma hấp pha lăng. Dạ đọc kệ à. Tí na đồ xà ni khét tà ni mồ ha đồ xà a dằn pa trà tác ma hi quỳ ta mô hê su đình năng hô tí ma hấp ha la tí na đô sa ni khét ta ni mô ha đô sa a yang ba cha ta ma hi quỳ ta mô hê su đình năng hô tí ma hấp ha lăng. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si. Do vậy được quả lớn, đó bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xong rồi sư, chèn đét ơi, sống mấy sư tôm như nào, chắc chết chắc rồi đó. Con sai gì sư sửa cho con. Ồ, cảm ơn quý vị đã cho tính cho gì, bông hoa. Dạ, con xin trả máy dường lại cho người khác ra. Alo, alo ạ. Dạ. Cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Chí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu Phật ngôn 358. Tí na đồ xà ni khét tà ni mồ ha đồ xà a dằng pa trà tas ma hi quỳ ta mồ hề su đình nằng hồ ti ma ha pha lằng ti na đồ xà ni khét tà ni mồ ha đồ xà a dằng ba trà tas ma hi quỳ ta mồ hề su đình nằng hồ ti ma ha pha lằng. Dạ, con xin phân tích ạ. Tí na là hai âm, đô sa là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, mô là trường âm thông thường,
há là đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, mô hê là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm, din là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí hai đoạn a đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tina đồ xà ni khét tà ni mồ ha đồ xà a dần ba trà tas mà hi quỳ ta mồ hề su đình nằng hồ ti ma ha pha lần. Tì na đô sa ni khe ta ni mô ha đô sa a dân ba lo sa tas ma hi quy ta mô hê su din năng hô ti ma ha pha lăng. Tì na đô sa ni khe ta ni mô ha đô sa a dân ba cha tas ma hi vi ta mô hê su din năng hô ti ma ha pha lăng. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc cái phân tích xong ạ. Dạ, con xin xuống mic, kính cảm ơn. Chị Nhật Huỳnh đã bốt bài, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Em kính mời chị Meta ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trong đạo tràng. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài câu pháp cú 358. Tina đô sa ni khét ta ni mô ha đô sa a dăng bát cha tát ma hi quỳ tam mô hề su định năng hồ ti ma hấp phá lăng. Và con xin phân tích. Tí ná hai đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, khét trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, mô trường âm thông thường, há đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, á đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, cha trường âm thông thường. Tí na đồ sa ni khét ta ni mồ ha đồ sa a dần ba cha. Và câu 3, câu 4. Tát trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, quy trường âm thông thường, á đoạn âm, mô hê hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, đinh trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm, má đoạn âm, hấp trường âm nhấn, phá đoạn âm, và lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tát ma hi quỳ tam mồ hề số đình nằng hồ tí má hấp phá lăng. Và con đọc lại hết bài. Tí na đồ sa ni khét ta ni mồ ha đồ sa a dằn ba trà tát mà hi quỳ ta mồ hề su đình nằng hồ tí ma hấp phá lặng. Tí na đồ xà ni khét tà ni mồ ha đồ xà a dằn ba trà tát mà hi quỳ ta mồ hề su đình nằng hồ tí ma hấp phá lặng. Dạ, con cũng xin đọc kệ. Tí na đồ xà ni khét ta ni mô ha đô sa a dân ba cha tạch ma hi quy
tà mô hê sô đinh năng hô ti mà hấp pha lăng tì na đô sa ni khét ta ni mô ha đô sa a dân ba cha tạch mã hi quy tà mô hê su đinh năng hô ti mà hấp pha lăng. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con có chỗ nào sai xin Ngài và Đạo Tràng sửa cho. Và con xin nhượng cho người kế tiếp ạ. Kỳ quá. Tại sao vậy? Alo, 123, 123. Xin lỗi, xin thiền vũ một chút ha. Ba người vừa đọc xong, nhưng mà Sĩ Kim thì tương đối, còn Sĩ Kim Nhung thì tuổi còn trẻ. Trong cái giọng kể, đọc một lần hai câu, chứ không phải là đọc từng câu một ha. Sĩ Kim Nhung chú ý chỗ đó. Siết mê ta giọng kệ cũng đọc từng câu một. Nhưng mà siết mê ta thì có lý do, bởi vì tuổi già sức yếu, quý vị thông cảm ha. Nhưng mà trong cái giọng kinh của siết mê ta đọc một lần hai câu, chứ không phải là đọc để rồi chúng ta dừng lại nơi trường âm, hai câu chưa chấm dứt. Ví dụ như trường hợp của Siết Mê Ta, đọc theo giọng kinh ha. Ti na đô sa ni khét ta ni mô ha đô sa, là dừng lại chỗ chữ sa này. Thay vì còn có hai từ thôi, a dân ba cha. Siết Mê Ta chú ý ha. Chỉ có hai câu thì chúng ta cố gắng để mà kết thúc. Ti na đô sa ni khét ta ni mô ha đô sa a dần ba cha. Quý vị nhớ ha, chữ a dần ba cha thì chúng ta thấy rằng hai câu này tương đối nó ngắn, nó dễ chứ đâu khó. Nhưng mà Sĩ Ca mấy ta lại dừng lại mô ha đô sa a dần ba cha. Thay vì chúng ta đọc liền một hơi đi, đọc liền một hơi, thì như vậy ý nghĩa nó không có bị rời rạc. Quý vị biết đúng là hết hơi rồi ha. Không sao, đọc nhanh chút mà đâu có hết hơi. Chính cái hết hơi đó cũng giống như tiếng Việt của chúng ta ha. Cái dấu phẩy, quên đi cái dấu phẩy, đó cũng là một cái sự coi như là hiểu lầm. Trong cái nghề nhà giáo thì quý vị biết ha, ông hiệu trưởng mà trân trọng đứng trước đám đông trong cái ngày khai mạc, khai trường đó ha, mà ông hiệu trưởng ông đọc mà thiếu dấu phẩy thì quý vị nghĩ sao? Nam sinh bỏ áo trong quần, nữ sinh mặc áo dài. Thay vì nam sinh bỏ áo trong quần rồi nữ sinh mặc áo dài, ông ta lại đọc nam sinh bỏ áo trong quần, nữ sinh mặc áo dài. Thì quý vị thấy nó cũng hơi kỳ kỳ ha. Rồi Sĩ Mê Ta thông cảm. Rồi mời Sĩ Thiền Vũ. Dạ, con xin kính thành lễ sư Trí Đức, con xin kính thành lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc và phân tích cách đọc Cố Pháp Cú 358. Tina đô sa ni khét ta ni mô ha đô sa a yang pha cha. Áp ma hi vi ta mô hê su đình năng hồ ti ma ha pha lặng. Con xin phân tích cách đọc câu 1, câu 2. Tí ná là hai đoạn âm. Đô sa
là hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, khét trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, mô trường âm thông thường, há đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, á đoạn âm, giang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá đoạn âm, cha trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Tina do sa ni khét ta ni mô ha do sa a yang pa cha. Con xin phân tích cách đọc câu 3, câu 4. Ta trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, khí đoạn âm, vi trường âm thông thường, tá đoạn âm, mô hê hai trường âm thông thường, sú đoạn âm, din trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm, má đoạn âm, hát trường âm nhấn, phá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Tát ma hi vi ta mô hê su din năng hô tí ma hát pha lăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 358. Tina do sa ni khét ta ni mô ha do sa a yang tha cha. Tát ma hi vi ta mô hê su din năng hô tí ma hát pha lăng. Dạ, con xin kệ câu pháp cú 358. Tì na đô sa ha ni khét ta ni mô ha đô sa ha a yang tha cha. Tạp ma hi vi hi ta mô hê su din năng hô ti hi ma ha pha lăng. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin ngài sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính lễ, đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, mến chào toàn thể đạo tràng, và cảm ơn đạo tràng đã cho tín hiệu ạ. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú 358. Ni na đồ sa ni khét ta ni mô ha đồ sa a yang pa cha das ma hi vi ta mô hê su điền năng hồ ti ma hấp pha lằng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Tí ná hai đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, khét trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, mô trường âm thông thường, há đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, á đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, cha trường âm thông thường. Ni na đồ sa ni khét ta ni mô ha đồ sa a dằn pa cha. Con phân tích câu 3 và câu 4. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hí đoạn âm, vi trường âm thông thường, tá là đoạn âm, mô hê hai trường âm thông thường, sú đoạn âm, din trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường, tí má hai đoạn âm, hấp trường âm nhấn, phá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tasma hi vi ta mô hề su điền nằng hồ tí ma hấp pha lằng. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú 358. Tí ná đồ xà ni khét tà ni mô ha đồ xà a dằn pa trà, tasma hi vi ta mô hề su điền nằng hồ tí ma hấp pha lằng. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Tì na đô sa ni khét ta ni mô ha đô sa a yang pa cha. Tas ma hi vi ta mô hê su din năng hô ti ma ha pha lăng. Tì na đô sa ni khét ta ni mô ha đô sa a yang pa cha. Tas ma hi vi ta mô hê su din năng hô ti ma ham pha lăng. Cả con xin đọc bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Dạ con xin hết ạ. Dạ con
có gì sai xin sư sửa dạy dùm con ạ. Con cảm ơn Sis Quỳnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Và con xin số mít xin nhường nhường cho bạn kế tiếp. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng, con kính lễ cô tu nữ Phước Hạnh và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết tín hiệu là âm thanh rõ. Con xin phân tích và đọc bài câu Pháp Cú 358 hôm nay. Tina do sa niketa ni mo ha do sa ayang vaja tasma hi vi ta mo he su din nang ho ti maha pha lang. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Tí ná là hai đoạn âm, đô là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Và câu số 2, mô là trường âm thông thường, há là đoạn âm, đô là trường âm, đô sa là hai trường âm thông thường. Á là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Dạ, bây giờ con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Tasmahi vi tamo hi he su din nang ho ti maha pha lang. Câu số 3, tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hi là đoạn âm, vi là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, hê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm. Câu số 4, din là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí má là hai đoạn âm, háp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, và lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại câu 4 câu ạ. Tina do sa niketa ni maho do sa ayang vaja tasma hi vi tamo he su din nang ho ti maha pha lang. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Đó là bản chuyện ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu Pháp Cú 358. Tina dosa niketa ni moha dosa ayang baca tasmahi vita mohe su dinang hoti mahapalam. Dạ, con đã phân tích và kể xong. Con có sai con mong ngài sửa lại, là đạo tràng sửa giùm con ạ. Rồi, kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn Sức Nhật Quỳnh. Bây giờ xin mời bàn tay của Thanh Hoàng ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và các cô tu nữ, con kính đảnh lễ quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 358 ạ. Tina do sa ni khét ta ni mô ha. Tít, con xin sám hối. Tina do sa ni khét ta ni mô ha do sa a yang pa cha. Tasma hi vi ta mô he su din nang ho ti ma ha pha lang. Tina do sa ni khét ta ni mô ha do sa a yang pa cha. Tasma hi vi ta mô hê su din năng hộ ti ma ha pha lăng. Con xin phân tích hai câu. Ti na đồ sa ni khép ta ni mô ha đồ sa a yang pa cha. Tí ná là hai đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm,
Mô là trường âm thông thường, há là đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, văng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường ạ. Tasmahi vi ta mo he su din nang ho ti ma ha pha lang. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hi là đoạn âm, vi là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, mo he là hai trường âm thông thường, su là âm, din là trường âm nhấn, năng là trường âm thông thường, ho là trường âm năng là trường âm giọng đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí má là hai đoạn âm, háp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài ạ. Ti na đồ sa ni khét ta ni mồ hạ ha đồ sa a chẳng pa cha Tasma hi quỳ ta mô hề su đìn nàng hồ ti ma ha pha lăng. Ti na đồ sa ni khét ta ni mô ha đồ sa a dăng pa cha. Tasma hi quỳ ta mô hề su đìn nàng hồ ti ma ha pha lăng. Ti na đồ sa ni khét ta ni mô ha đồ sa a dăng pa cha. Tasmahi vi ta mô hề su đình nàng hồ ti ma ha pha lăng. Dạ con xin hết con kính ngài, con kính xin ngài và quý đạo tràng sửa cho con ạ. Con xin cảm ơn ạ. Con xin xuống mic ạ. Xin mời bạn Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 358. Tina Đồ Sa Ni Khét Ta Ni Mô Ha Đồ Sa A Dăng Ba Cha Tát Ma Hi Quỳ Ta Mô Hề Su Đình Năng Hồ Ti Ma Ha Pha Lăng. Dạ, con xin phân tích ạ. Tina đồ sa ni khét ta ni mô ha đồ sa a dăng ba cha. Tí, ná là hai đoạn âm. Đô, sa là hai trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. Khét là trường âm nhấn. Ta là trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. Mô là trường âm thông thường. Há là đoạn âm. Đô, sa là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Tina đồ sa ni khét ta ni mô ha đồ sa a dăng ba cha. Và câu số 3 và câu số 4. Tasma hi quỳ ta mô hề su đình năng hồ ti ma ha pha lăng. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, mô, hê là hai trường âm thông thường, sú là đoạn âm, đinh là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí, má là hai đoạn âm, hấp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tasma hi quỳ ta mô hề su đình năng hồ ti ma hấp phá lăng. Con xin đọc lại ạ. Tina đồ sa ni khét ta ni mô ha đồ sa a dăng ba cha tasma hi quỳ ta mô hề su đình năng hồ ti ma hấp phá lăng. Dạ, con xin kể. Tina đô sa ni khét ta ni mô ha đô sa a dăng ba cha tas ma hi vi ta mô hê su din năng hô ti ma pha lăng.
Tì na đô sa ni khét ta ni mô ha đô sa a yang ba cha. Tát ma hi vi ta mô hê su din năng hô ti ma ha pha lăng. Dạ con đã đọc xong, dạ con có sai nhờ sư sửa giùm con. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Bụt, cảm ơn Tina, cảm ơn Thanh Hoàng, cha Nhục Bình biết được tín hiệu. Con thành kính chiếc lá mùa xuân cha Nhục Bình chúc nha. Nhục Bình thấy không ai đưa tay hết nên Nhục Bình đỡ mất thôi. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, cùng chư Trân Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục Bình kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, mời chiếc lá mùi xuân, mời Sích Tina, rồi mới mời chạy mất tiêu. Rồi mời chiếc lá mùi xuân nha. Dạ, con xin đánh lễ Ngài Trí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 358. Tình tí một cái này không biết đọc tí an tình a đồ sa ni khét ta ni mô ha đồ sa a dằn bát cha tình a đồ sa ni khét ta ni mô ha đồ sa tí nè tí na đồ sa ni khét ta ni mô ha đồ sa a dằng bát cha tí na là hai đoạn âm, đồ là đồ sa là hai trường âm thông thường, ní khét ní là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, há là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, á là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Tí na đô sa ni khét ta ni mô ha đô sa a dằng pa cha tas ma hi quy tas ma tas ma hi vi ta mô hê su đình năng hồ ti ma ha pha lăng. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hi là đoạn âm, vi là trường âm thông thường. Ta mô, ta là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, hê là trường âm thông thường, su là đoạn âm, đin là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí má là hai đoạn âm, hấp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tí na đồ tas ma hi quy tas ma hi quy tam mô hê su đin năng hô tí ma hấp ta lăng. Tí na đồ sa ni khét ta ni mô ha đồ xin lỗi con đọc lại. Tí na đồ sa ni khét ta ni mô ha đồ sa a dằn ba cha tas ma hi quỳ ta mô hê su đình nằng hồ tí ma hấp ta lằng. Tí na đồ sa ni khét ta ni mô ha đồ sa a dằn ba cha tas ma hi quỳ ta mô hê su đìn năng hồ ti ma hắc ba lần. Ti na đồ sa ni khét ta ni mô ha đồ sa a dằng ba cha tas
mà hi quỳ ta mồ hề su đình nằng hồ ti ma ha pha lằng. À, con xin kể tì na đô sa ni khét ta ni mô ha đô sa a yang ba cha tas ma hi vi ta mô hê su đi năng hô tí ma ha pha lằng. À, dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ lúc nãy Nhật Quỳnh thấy bàn tay của Sittina, bàn tay giấu đâu mất tiêu rồi. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn chị Meta. Dạ bàn tay Sittina, ồ tội nghiệp Tina quá té hoài thôi. Hà ơi, Hà có đọc bài không Hà ơi? Xích Hà cho Nhật Quỳnh một tín hiệu coi có đọc bài không. Mời đi, đưa bàn tay lên. Dạ gì Tina, đưa bàn tay thử cho Tina. Thấy té nãy giờ lụi đuổi luôn đó. Rồi mời Tina nha. Dạ bữa nay con biết con cứ rớt rồi, con xin lỗi. Dạ thưa con kính chào đạo ca, con kính đảnh lễ Tam Bảo, kính đảnh lễ sư Trí Đức và sư Pháp Trang và các cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Hôm nay con xin đọc bài kệ 358. Tina do sa ni khet ta ni mo ha do sa ayam pa cha tasma hi vi ta mo he su ti nam ho ti ma ha pa lam. Tina do sa ni khet ta ni mo ha do sa ayam pa cha tasma hi vi ta mo he su ti nam ho ti ma ha pa lam. Con xin được phân tích tiếng ná hai đoạn âm, đối diện thứ đoạn âm khét trường âm nhấn, tăng trường âm thông thường nít đoạn âm mô há, xin lỗi mô trường âm thông thường há đoạn âm, đối xa hai trường âm thông thường á đoạn âm, dâm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phát đoạn âm chá tát trường âm thông thường. Tina do sa ni khet ta ni mo ha do sa ayam pa cha. Đoạn kế tiếp số 3, số 4. Thas ma hi vi hi vi ta mo he su ti nam ho ti ma ha pa lam. Thas trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, hi đoạn âm, vi ta vi vi trường âm thông thường, tát đoạn âm, mộ hê hai trường âm thông thường suốt đoạn âm, tí trường âm nhấn, nam trường âm giọng đọc theo giọng nguyên âm, hú trường âm thông thường, tí mát hai đoạn âm, hấp trường âm nhấn, phát trường âm nhấn, lâm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thát ma hiệu ta mộ hê sư tị nam hô tí mạ hâm phạ lâm. Dạ thưa con xin kể. Thì na đô sa ni khen ta ni mô ha đô sa a yam ba cha thas ma hi vi ta tâu thas ma hi vi ta mô hê su ti nam hô tí mạ lâm phạ hâm. Thì na đô sa ni khen ta ni mô ha đô sa a yam pa cha thas ma hi vi ta mô he su ti nam hô ti ma ha pa lam. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con xin cảm ơn đạo tràng, có gì sai cho con sửa giùm con.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư pháp trang và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào đạo tràng và con xin chào bà. Tinado sa niketa ni mo ha do sa ajam bacha tasma hivita mo he sudin nang ho ti ma hap pha lang tinado sa niketa ni mo ha do sa ajam bacha tasma hivita mo he sudin nang ho ti ma hap pha lang tí nó là hai đoạn âm, đô là trường âm thông thường, sa đô sa là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Tina đô sa ni khét ta ni mô hà đô sa a chăn a chà, mô là trường âm thông thường, há là đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Tina đô sa nít kết ta ni mô hà đô sa á dần bá trà. Tas ma hi vi ta mô hề su đình nằm hồ ti ma hấp pha lầm. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hí, quý, tá là ba đoạn âm, mô là trường âm thông thường, hê, mô, hê là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm. Tas ma hí quý tá mô hê xú đình nằng hồ ti ma hấp pha lằng. Đinh là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hô là trường âm thông thường, tí, má là hai đoạn âm, hấp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tina đô sa ni kết ta ni mô ha đô sa a yam ba cha tas ma hi vi ta mô hề su đình nằng hồ ti ma hấp pha lần. Có làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si. Do vậy được quả lớn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tina đô sa ni kết ta ni ma ha đô sa a yang ba cha tas ma hi vi tas mo he su đình năng hô ti mà học và lần. Dạ con xin trao mic cho vị kế tiếp. Dạ con xin xin. Sa thủ chị Hà vô trẻ ha, cho nên trong các vấn đề bài vở ghi lại hình như thiếu và cũng dư luôn nữa chứ. Chữ mô há đô sa ha, mô há đô sa phân tích thì chính xác, nhưng mà khi đọc á, thì mô há đô sa coi lại chỗ này ha. Rồi câu số 3, tas ma hi vi ta mô hề su, thì bây giờ trong cái câu này á, chắc rằng thiếu dấu. Tát ma hi quy ta quy ta, nhưng mà cứ đọc là chữ quý không à, chắc thiếu cái dấu quyền ở trên. Hôm nay đọc cái giọng hơi khàn khàn, chắc cũng mệt mỏi lắm rồi ha. Chắc là sức khỏe không được ổn ha. Rồi tinh thần học hỏi như vậy chúng tôi rất là quan hỷ, nhưng mà nếu mà vô sớm một chút á, thì khi mà chúng tôi đọc thì chắc chắn là quý vị sẽ nhận định chỗ nào trường âm, chỗ nào đoạn âm ha. Rian Sitina mới đến với đạo tràng,
Nhưng mà tinh thần học hỏi như vậy thì quá tốt. Từ từ rồi cũng như thôi. Tức là khi mà muốn hòa nhập vào một cái khuôn khổ nào thì chúng ta phải có thời gian. Chị Tina đi qua giọng đọc phân tích cũng có những cái chỗ mà nó cũng chưa có thuần thục lắm. Đạo tràng cũng nên thông cảm ha. Chị Hồng Mai, chữ hô tí, chữ tí này kéo hơi dài chút. Khi mà đọc chữ tí này cứ nghĩ rằng nó là một trường âm mà. Đinh năng hồ tí ma học pha lần tí ma là hai đoạn âm ha. Nhưng thì chúng ta phải đọc nhanh hồ tí ma học, hồ tí ma học, chứ không nên kéo dài chữ tí. Chị Hồng Mai chú ý chỗ đó ha. Rồi bây giờ còn ai? Quên còn nữa chứ. Khoan chính như quên. Bây giờ cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang này ha. Đại Đức Pháp Trang đọc dụng kinh rồi đọc dụng kệ. Khi đó cô tu nữ Phúc Hạnh mới lên chứ sư phụ không lên, mà đệ tử lên thì cũng ngại quá. Rồi Xích Hậu đó mất tiêu rồi. Thì bây giờ thỉnh Đại Đức Pháp Trang lên trước ha. Rồi thầy lên rồi trò mới lên chứ, phải không? Rồi alo Đại Đức Pháp Trang, hôm nay chúng ta sẽ nghe giọng kệ của Đại Đức Pháp Trang. Một vị giảng sư muốn tạo một cái không khí, muốn tạo một cái cơ hội mà để hội chúng họ chú ý, họ lắng nghe, thì không riêng cái giọng kinh mà còn giọng kệ. Cái giọng kệ tức là một cái sự thu hút, một cái sự đổi tông, một cái sự thay đổi không khí để cho đạo chúng ta gia tăng cái sức lắng nghe. Bởi vì sao? Chúng ta ví dụ câu Phật ngôn thế này chúng ta đọc theo giọng kinh đó là thường rồi, nhưng mà khi mà đọc cái giọng kệ nó có một sức hút. Người ta nghe người ta không hiểu gì, nhưng mà nghe cái bài ca Ấn Độ là tự nhiên người ta quan hỷ. Rồi khi đó mình mới giải thích ha. Rồi để Đức Pháp Trang đã mất tiêu rồi. Cô tu nữ Phúc Hạnh đó là đại diện ha, cũng được, xin mời. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú 358 phân tích. Tina dosa niketa ni. Tina là hai đoạn âm, dosa là hai trường âm thông thường, ni là đoạn âm, khép là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ni là đoạn âm. Số 2. Moha dosa ajang baccha. Mo là trường âm thông thường, ha là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, sa, đô sa là trường âm thông thường, á là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Tina đô sa ni khét ta ni mô ha đô sa á văn bá cha. Câu số 3. Tát ma hi vi tám mô hề xú. Chữ đây chữ vi hay chữ vi? Vi. Tát là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm,
Vi là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, mô hê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, tát ma hí vi tá mô hê xú. Câu thứ tư, đinh năng hô tí má hát phá lăng. Đinh là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, má là trường âm nhấn, má là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tát ma hí vi tá mô hê xú đinh năng hô tí má hát phá lăng. Tí na đô sa ni khét ta ni mô ha đô sa a dân bá cha. Tát ma hí vi tá mô hê xú đinh năng hô tí má hát phá lăng. Tí na đô sa ni khét ta ni mô ha đô sa a dân bá cha. Tát ma hi vi ta mô hề xú đinh năng hồ tí ma hát phá lăng. Con xin kể. Ni na đô sa ni khe ta ni mô ha đô sa a dân ba cha. Tát ma hi vi ta mô hê su đinh năng hô ti ma hát pha lăng. Có làm hại cỏ, làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Đó là bản của ngài hòa thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con xin xuống bích, có sai chỗ nào xin ngài chỉ giúp con ạ. Con kính mời vị tiếp theo. Alo, 123, 123. Như vậy là cô tu nữ Phúc Hạnh đã kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay, tức là qua dòng kinh và dòng kệ ha. Còn những vị khác nhưng mà chắc bận công việc ở Bình Định, không biết rằng cái cơn bão số 7, số 8 có ảnh hưởng đến chùa Phước Quang hay không. Thấy cái tình trạng mà ở miền Trung nước lên cao, chết chóc, thiên tai, đó là một điều rất là buồn. Cái cộng nghiệp ha, đang vào ha, còn buồn nữa ha. Trời ơi, số 7 rồi, bây giờ tới số 8 nữa hả. Tức là thấp mà còn bát nữa, mưa to gió lớn hả. Bảo hy vọng rằng bảo ở ngoài trời, đừng có bảo trong lòng. Đó là điều quan trọng ha. Dù sóng to gió lớn, dù bao nghịch cảnh, nhưng mà chúng ta vẫn kiên trì. Dù bên ngoài có vất vả, nhưng mà bên trong, cái điều quan trọng là tâm của chúng ta có an vui hay không. Đó là cái điều mà chúng ta học và tu tập. Sĩ Nhật Quỳnh có ý kiến gì, xin mời. Dạ, con không có ý kiến gì, con xin trả bài thôi. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con xin được ông bài. Dạ, con chưa được trả bài nên là lúc nãy con đưa tay ngài biểu khoan, thành ra con khoan luôn. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được trả bài Pháp Cú Kinh số 358.
Tí na đồ xà ni khét ta ni mô hát đồ xà a dăng ba cha tát ma hi quy ta mô hê su đình năng hồ ti ma hấp pha lăng. Tí na đồ xà ni khét ta ni mô hát đồ xà a dăng ba cha tát ma hi quy ta mô hê su đình năng hồ ti ma hấp pha lăng. Thời à, dạ con đọc lại. Tí na đồ xà ni khét ta ni mô hát đồ xa a dăng bát cha tát ma hi quy ta mô hệ su đình năng hồ ti ma hấp phá lăng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Tí ná hai đoạn âm, đồ xa hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, khét trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, mô trường âm thông thường, há đoạn âm, đồ xa hai trường âm thông thường, á đoạn âm, dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm cha trường âm thông thường. Tín đồ xà ni khét ta ni mô hát đồ xà a dăng bá cha. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tát trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, quy trường âm thông thường, tá đoạn âm, mô hề hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, đinh trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm, má đoạn âm, hấp trường âm nhấn, phá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tát ma hi vi ta mô hề su đình năng hồ tí ma hấp phá lăng. Con xin ôn lại hết 4 đoạn nguyên bài. Tí na đồ xà ni khét ta ni mô hát đồ xà a dăng bá cha tát ma hi vi ta mô hề su đình năng hồ tí ma hấp phá lăng. Có làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Con xin được kệ, con có đọc sai, phân tích sai, Ngài chỉ dạy cho con sửa. Tì nã đô sa ni khét ta ni mô ha đô sa a dẫn ba cha tạt mã hi vi ta mô hê su đình năng hô ti ma kha ni mô ha đô sa a dẫn ba cha tạt mã hi vi ta mô hê su đình năng hô ti ma hấp pha lăng. Cỏ dại tai hại ruộng đồng, si mê nhiễm độc ai không thấy gì, quỷ thai những bậc ly si, cúng dường vị ấy phước đi phước về. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Và con có sai, Ngài chỉ dạy cho con, cho con nói một câu rồi con dâng bích đến Ngài lại ạ. Và bạch Ngài, lúc nãy con ngồi con nghe có những vị trẻ có những cái dòng đọc kinh rất là hay, con thấy có triển vọng làm MC lắm bạch Ngài. Con mong rằng ngày thứ hai mà chưa có huynh pháp hữu giảng bài đó, Ngài luyện cho mấy cái vị nhà nào mà có khả năng, có chất giọng hay để làm MC đi bạch Ngài, để thay thế những cái bài già trong đạo tràng. Không có, tại vì Nhật Quỳnh nghe có mấy giọng Nhật Quỳnh không có tiện nói ra, tại vì những Nhật Quỳnh nói cái người ta sẽ nói mình nịnh đồ này kia, Quỳnh không muốn nói. Nhưng mà nếu ai có cái giọng phong phú thì nên xung phong đi, nên xung phong để làm MC đi, dễ ợt, không có gì khó đâu, dốt như Nhật Quỳnh còn làm được những của người những vị trẻ, phải không? Nên là Nhật Quỳnh ngồi nghe quý vị kệ kinh Nhật Quỳnh thấy có triển vọng quá. Nếu mà những vị này mà làm MC cho dạ không có đâu anh, và làm MC cho đạo tràng Phật giáo Nam truyền thì sẽ làm cái room này, cái Phật giáo Nam truyền này nó sẽ trẻ ra, chứ để mấy bà già cứ lò mò lụ mụ hoài thấy nó già quá. Và trưởng lão là ngài nhà Trí Đức thì trưởng lão là phải rồi, còn MC phải trẻ để cho nó mới mẻ. Thật tình Nhật Quỳnh nói thật lòng luôn nha, không có định vị nào hết á.
Nhật Bình thấy có nhiều vị sao có chất giọng rất là tốt. Nhật Bình nghĩ rằng lúc mà Nhật Bình nghe quý vị đọc á, Nhật Bình nghĩ trời ơi mấy vị này biết làm phước quá. Có nghĩa là đời trước mình những vị này biết tạo thiện pháp bằng khẩu, nên bây giờ là có những cái chất giọng rất là hay. Và con kính dâng mít đến ngài, bạch ngài. Còn hôm nay hơi nhiều chuyện một chút, con kính dâng mít đến ngài ạ. Sa thú xin Nhật Quỳnh. Và xin Nhật Quỳnh cũng công nhận mình nhiều chuyện quá ha. Nhưng mà trước tiên ở đây chúng ta rất là hoan hỷ đối với Huynh Chánh Ngộ. Huynh Chánh Ngộ mang A Còng, tức là đã nằm vô trong cái ban điều hành của cái room Phật giáo Nam Truyền. Alo, Huynh Chánh Ngộ có chút máy không? Hôm nay đeo cái bông tai thấy Huynh Chánh Ngộ thấy đẹp trai ha. Nhưng mà vừa rồi hôm 9 không thấy xuống chùa. Trong khi đó có sĩ Kim Nhung nè, sĩ Hồng Mai xuống chùa ha. Nhưng mà không gặp Huynh Chánh Ngộ thấy cũng hơi buồn buồn. Có những bữa không tu tập nhưng mà ngày hôm 19 Huynh Chánh Ngộ là tới chùa. Và ngày hôm 9 vừa rồi thì Huynh Chánh Ngộ là vắng mặt. Cho nên cái đó cũng hơi buồn ha. Tại sao thấy nó thiếu thiếu gì á. Nhưng mà hôm nay thấy Huynh Chánh Ngộ đến đạo tràng với A Còng thế này, tức là có một cái sự thân mật đối với cái room Phật giáo Nam Truyền này, nằm trong ban điều hành của cái room Phật giáo Nam Truyền. Nếu chúng ta có bận công việc gì đó thì Huynh Chánh Ngộ có thể làm trưởng ban trật tự ha, đóng room, mở room, ai vô lạng quạng đá cho ăn chè ha. Thì trách nhiệm của Huynh Chánh Ngộ cũng hơi nặng đó nha. Nhưng mà về máy móc, về vi tính thì Huynh Chánh Ngộ rất là giỏi. Cái điều này chúng tôi cũng rất là hoan hỷ. Vậy thì hôm nay Huynh Chánh Ngộ cảm thấy rằng mình mang A Còng rồi vui quá hay sao mà không thấy đưa tay lên đọc Huynh Chánh Ngộ, hay là cái bài mình nó dễ quá đi thôi khỏi để học bài sau. Hôm nay trên di động hiển thị ha, cái này sao mà kỳ quá ha. Rồi mời Huynh Chánh Ngộ cái ý kiến tại sao mà hôm nay là mang A Còng nè, rồi tại sao hôm nay không tham gia chương trình học đọc kinh đọc kệ gì hết ha. Mời Huynh Chánh Ngộ ha, nói lên cái cảm tưởng của mình. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mài á, Nam mô Sang Khai á. Con kính lễ chư tăng, quý cô tu nữ. Con xin chào quý vị đạo hữu. Dạ, hồi trước giờ con vẫn xài di động sư. Thì bữa nay cái phiên bản mới nó cập nhật, nên khi mà làm admin cái nó có thêm số tính năng. Dạ, tự nhiên giờ trong danh sách cái con có thấy cái nick của con có thêm chữ A nữa. Con thử nhấn vô mấy nick khác là con thấy mình có một số quyền đè đầu cửa cổ người khác, đá người khác sau đó. Thì chắc là có cái chức năng quản lý. Còn tuần trước thì con đi về quê, quê ở ngoài Nghệ An á, thì không có thứ sáng thứ bảy không tham gia. Tại vì ở nhà người quen, nhà đó thì buổi sáng họ cũng đọc kinh, họ đọc kinh Địa Tạng thì thôi. Mình nhường ba ly bữa mà nằm ngủ. Đợt vừa rồi 29 thì con có số việc bận cũng mới vô lại đây sau. Bây giờ con xin đọc câu pháp cú số 358. Tina Đô Sa Ni Khét Ta ni mô ha đô sa a yang pa cha ta sma hi vi ta mô he su din nang ho ti ma ha pa lang. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Nhà con xin xuống mít.
Hello, sao huynh chánh ngồi con miệng ăn liền vậy ta? Em lẹ gọn đấy nha. Thầy vui nha. Ai sa thú sa thú. Sitina nè, những vị mới mới nè, Siết Hà nè ha. Chiếc lá mùa xuân, quý vị mới mới cố gắng vô sớm một chút. Vô sớm thì chúng ta có thể chỉnh sửa hoặc là nghe giọng đọc, rồi cách phân tích thì cái giọng đọc của chúng ta sẽ ổn định hơn ha. Nhất là quý vị mới. Thì bây giờ câu Phật ngôn 358, 357, 356 cho chúng ta ý nghĩa như thế nào về tham, về sân, về si. Tham sân si gọi là tam độc, mà tam độc đã gọi là độc thì nó làm cho chúng ta coi như là đau khổ phiền não. Mà đau khổ phiền não đó ảnh hưởng đến thân tâm của chúng ta, chính bản thân của chúng ta. Thì cũng giống như ở bên ngoài, có làm hại ruộng vườn, thì tham sân si làm hại người đời. Bây giờ chúng tôi nói lên cái ý nghĩa không phải là đối với bên ngoài, mà chính trong rung của chúng ta đây cũng bị tham sân si chi phối. Tham sân si chi phối ở đây có ý nghĩa như thế nào? Người này mình thương thì mình phải ái luyến. Khi mà thương thì phải nâng đỡ cho người ta, hoặc là thiên vị về cho người ta. Trong cái thương đó chính là tham. Bởi vì sao? Có bốn pháp thiên vị: thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì sợ, thiên vị vì si mê. Tức là tham là thương, ghét là sân, mà si mê là coi như đọc đúng cũng được, đọc sai cũng được, ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi cũng làm theo. Cái đó là si mê ha, hay là còn gọi là ba phải. Còn ở đây á, quý vị đọc đúng thì chúng tôi coi như bây giờ không có tặng bông, tặng hoa gì nữa. Bông hoa cũng tạo cho quý vị, tại sao bông nhiều, tại sao bông ít. Nó làm cho quý vị coi như cũng có một cái ý nghĩ, thiên vị. Người ta đọc đúng vậy mà tặng có hai cành hoa, người ta đọc hay như vậy mà chỉ có ba cành hoa, hơn nhau chỉ một cành hoa. Nhưng mà rồi cũng thể hiện cái gì? Hơn thua bằng, đó là sự ngã mạn. Tâm của chúng ta còn ganh tị, tâm của chúng ta còn so đo. Chính vì vậy khi mà thương á thì chúng ta nặng về tâm tham, khi mà chúng ta ghét á thì chúng ta thiên về tâm sân. Mà khi mà chúng ta đúng sai cũng được, ai sao tôi vậy, thì thuộc về tâm si. Tham sân si đã chi phối chúng ta, nó làm cho chúng ta không thấy được sự thật. Mà sự thật đó là gì? Vô thường, khổ não và vô ngã. Bởi vì khi mà tham sanh khởi, si sanh khởi và si nó có mặt ở trong tâm của chúng ta, thì cái bản ngã được đưa lên. Mà khi con người sống vì bản ngã thì họ không muốn vô thường, mà họ muốn được thường còn. Họ không muốn bị đau khổ, mà họ muốn được sự an vui. Và họ không muốn vô ngã, tức là không muốn chết, họ có muốn trường sinh bất tử. Thì như vậy, vô thường, khổ não, vô ngã là một sự thật của thế gian. Chính chúng ta thấy được cái vô thường trong một cái câu Phật ngôn mà chúng ta đã học. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp diệt sinh. Tức là chúng ta thấy được vô thường như vậy, thấy được cái sự sanh diệt của pháp như vậy,
thì dù cho chúng ta sống một ngày cũng bằng 100 năm, cũng bằng 100 năm. Bởi vì người ta chẳng qua họ là những cái xác chết bước đi, còn mà chúng ta thấy được vô thường thì chúng ta mới cảm thấy sự an lạc. Mà trong cái vô thường đó, vô thường khổ não vô ngã đó, chúng ta mới trực nhận cái sự thật qua khổ tập diệt và đạo, tức là bốn cái sự thật nó hiển hiện trên thế gian, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Vậy thì những cái sự thật này, muốn thấy được khổ đế, mà thấy cái khổ đế là cái quả của tập đế nha, là thấy cái quả này đó là một điều rất khó khăn. Bởi vì khổ thì chúng ta muốn an lạc chứ không muốn khổ. Khi mà khổ đến thì chúng ta đấm ngực than khóc mà sầu bi khổ, tu não nó sân khởi và làm chúng ta đắm chìm trong cái bể khổ đó, mà chúng ta không tìm hiểu cái nguyên nhân của sự khổ nó phát sinh thế nào. Tức là bây giờ quý vị khổ, lý do sao ông già này khó chịu, đọc sai có chút mà cũng lên kiếm chuyện, cũng lên coi như là sửa lưng rồi. Như vậy thì quý vị đó, đi vô mấy cái lùm cát cà hát nghèo ngào sung sướng, vô lúc này đọc sai chút là cũng kiếm chuyện, cũng la, cũng rầy giữa đạo tràng đông ba quan thế này, làm mất mặt hay chứ. Quý vị cũng buồn chứ, ai là không có từ ái. Nhưng mà quý vị chấp nhận sự thật, chấp nhận cái khổ bị la, để rồi sao? Mình mới tìm ra cái nguyên nhân. Mình đọc sai, cái chỗ này sai, cái nguyên nhân là mình đọc sai, cho nên mới khổ, mới bị la. Mà khi bị la rồi thì quý vị sao? Quý vị sẽ có một phương pháp, tức là chúng ta phải đi qua đạo đế. Đạo đế tức là chúng ta phải có chánh kiến đi đầu. Kiến là thấy, mà chánh kiến tức là chúng ta phải nhìn vô để thấy đúng sự thật. Chỗ này sai, mình sửa sai. Mà khi sửa sai, thực hành theo bát chánh đạo thì còn gì để mà sai. Khi mà thực hành theo bát chánh đạo thì quý vị sẽ đi đến con đường diệt đế, tức là chấm dứt cái sự bị rầy. Mình lên đọc mình tự tin, mình lên đọc coi như mình coi như là vô tư, không có sợ ai cười mình, không có nghĩ tưởng đến những cành hoa người ta tặng mình để mình sung sướng, mình móc đuối không. Mà bây giờ người ta tặng hoa hay không tặng hoa, hoặc là chát đen với đôi mắt dán đen, hoặc là những cái gì họ chế rượu khi dễ mình, chuyện đó vô tư. Bởi vì quý vị biết rằng mình đúng, mình sai. Thì ở đây nói về bốn sự thật khổ tập diệt đạo, thì trong cái khổ đế này chúng ta phải thắng tri, trong cái tập đế thì chúng ta phải đoạn trừ, trong cái diệt đế thì chúng ta phải tác chứng, và trong cái đạo đế thì chúng ta phải tu tiến. Chính bây giờ là chúng ta đang tu tiến, tức là thực hành theo đạo đế để thấy được bốn cái sự thật trong cuộc sống chúng ta. Mà bốn sự thật đó kèm theo cái gì? Nhìn vào những cái thường tướng, những cái thực tánh của pháp, đó là sự thay đổi, sự đau khổ và không làm chủ được chính mình, vô thường, khổ não và vô ngã. Thì những cái điều mà cái nãy sinh nhật mình đưa lên là một điều chúng tôi rất là hoan hỷ. Và khi chúng ta học thì phải thực hành, học thì phải thực hành. Nói ra để cho quý vị cảm thấy trong cái sự tôi luyện, trong cái sự trui rèn,
trong cái sự tu tập mình phải vươn lên. Ví dụ như học bài thỉnh pháp sứ, giọng bá ly, giọng kinh, giọng kệ, quý vị đọc rất là trôi chảy, mà đọc nhiều khi còn hay hơn chúng ta nữa. Nhưng mà tại sao quý vị không thực hành? Đối với rung năm truyền này, chúng tôi không phải là chú trọng đến những cái vị giảng sư nổi tiếng, mà chúng tôi đến đây để học hỏi lại quý vị. Dù đó là một người cư sĩ, họ giỏi, có pháp, có chiều sâu về giáo pháp. Chính những người cư sĩ đó là những vị trưởng lão trong giáo pháp của chúng ta. Chứ không phải nói rằng ô mấy ông sư tu lớn tuổi và cả đạo cao đức trọng, chưa chắc. Bởi vì sao? Cũng có một câu Phật ngôn nói rằng bạc đầu đại đức phải chăng, tuổi già trí kém gọi rằng lão ngu. Chúng ta đừng có y cứ trên hình tướng, mà chúng ta hãy y cứ vào pháp. Y pháp bất y nhân. Những vị cư sĩ như huynh Pháp Hữu, huynh Kinh, chúng tôi mời đến đạo tràng này là những vị có thực tài. Đệ nhất vị Tam Tạng Pháp Sư là một người cư sĩ nữ lưng gù. Đó là một vị Pháp Sư mà nổi tiếng thời kỳ Đức Phật. Phần hậu Samawati cũng phải tắm rửa, mặc y phục đẹp, cầm cái quạt, rồi lên một cái pháp tọa trang trọng, cao, uy nghi. Và chính hoàng hậu Samawati cũng phải ngồi phía dưới để lắng nghe vị Tam Tạng Pháp Sư này thuyết pháp. Mặc dù đó là một tỳ nữ lưng gù. Thì chúng ta cung kính pháp thì chúng ta phải y pháp phụng hành, phải như pháp để mà phụng hành. Quý vị đã học bài thỉnh pháp sư thì bây giờ đọc bài ly không trôi chảy, rồi đọc giọng kệ cũng trôi chảy. Vậy thì đối với những vị giảng sư đó, dù là cư sĩ, dù là chư tăng, thì chúng ta cũng phải trước khi nghe pháp phải thỉnh pháp sư. Chúng ta tôn trọng pháp nhé, mà tôn trọng pháp tức là tôn trọng Đức Phật. Ai thấy pháp là người đó thấy Phật, người nào thấy Phật là người đó thấy pháp. Vậy thì đừng có nghĩ rằng Đức Phật nhập niết bàn, ông chết rồi không còn nữa, tự tôn tự tác, quán chủ nhà là một đuôi tôm. Không phải, Đức Phật vẫn còn hiện diện. Theo như câu Phật ngôn mà Đức Phật đã nói với ngài Ananda, Yogo Anandamaya Thammo Chadesito Vanyato Sovo Mamat Chaye Nasatha. Này Ananda, sau khi Như Lai nhập diệt, kinh và luật nào mà Như Lai đã thuyết giảng? Chính kinh và luật đó là thầy của các ngươi. Vậy thì Tam Tạng Pháp Bảo bây giờ vẫn còn, vẫn còn, thế đâu phải bị hoại diệt đâu, mà còn Tam Tạng Pháp Bảo là Đức Phật vẫn còn hiện diện. Có những vị sư nước ngoài tôn trọng Đức Phật đến nỗi quý vị biết khi mà lên chánh điện á, mặc y áo chỉnh tề, chứ không phải như ở Việt Nam chúng ta khi lên lau quét hoặc là lên lại cái gì trên chánh điện thì coi như hơi xốc xếch, không được trang nghiêm. Thì như vậy cái điều này nhắc lại để cho quý vị thấy rằng trong cái vấn đề tu tiến tức là chúng ta phải thực hành, học để mà hành, chứ không phải mà chúng ta học chỉ trên lý thuyết, học hỏi hiểu nhớ. Học hỏi hiểu nhớ để làm gì? Biết vào cái nhà bây giờ chúng ta có độn vô trong bụng nhiều như vậy ha, mà không có tiêu hóa thì làm sao đây? Phải hành chứ.
Tức là những cái gì mà chúng ta tiếp thu thì chúng ta phải nhìn vào nó để thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Đó là cái sự coi như là cái sự thật nó vậy. Sự thật nó là như vậy. Thì ví dụ như quý vị đến với cái ngày 29 vừa rồi tại chùa, quý vị thấy kỳ này chúng ta có một cái món ăn lạ. Món ăn lạ về tinh thần chứ không phải những cái món gỏi truyền thống của Ngọc Đạt. Thì cái món ăn tinh thần đó là một vị pháp sư mới. Vị pháp sư này cũng chưa có thuần thục lắm, chưa thuần thục lắm, nhưng mà mượn cái diễn đàn này, mượn cái pháp hội này để nói lên cái sự thật. Thì ngày đó quý vị cũng thấy, nhất là Sích Hồng Mai ha, Sích Kim Nhung ha, thấy cái vị này lúc đầu cũng hơi lung túng. Nhưng mà khi mà pháp nó lên rồi á, pháp nó lên rồi thì không muốn xuống pháp tòa. Đó là một điều đặc biệt. Đó là một điều đặc biệt. Chứ không phải một cái diễn đàn, một cái room mà chúng tôi đến thường xuyên như vậy chứng tỏ là chúng tôi giỏi. Không phải. Một cái diễn đàn, một cái pháp hội mà quý vị thấy rằng trong đó đầy đủ tứ chúng, chư tăng ha, tụ nữ ha, rồi Phật tử thiền nam thiền nữ vân vân, rồi cũng phải thay đổi món ăn. Tức là không phải là nói càng nhiều chứng tỏ là mình giỏi, mà mỗi vị pháp sư đem đến cho quý vị những cái pháp môn. Như ngài Liệu Tông nói rằng cái vị pháp sư thuyết pháp á, người nghe thì chứng đắc, chứ người mà thuyết hay chẳng có, ít có khi nào mà chứng đắc lắm. Trường hợp Tam Tạng pháp sư Vô Thị Lã, vị này có 500 hội chúng ha, hội chúng rất là đông, cả bên chư tăng, cả bên Phật tử, rất là đông. Nhưng mà rồi về pháp học được cái gì? Khi Đức Phật ngài cứ nói rằng mô khát phu rì xô, tức là cái thùng rỗng không, hoặc là con người trống rỗng, mình là một vị Tam Tạng pháp sư, đồ chúng đông, nhưng mà trước đám đông mà Đức Phật nói là con người trống rỗng, một con người rỗng toét, giống như thùng rỗng kêu to thì cũng tự ái á. Tại sao Đức Phật khi dễ mình giữa đám đông? Vì này cũng tự ái, khổ đế mà. Tìm hiểu nguyên nhân tại sao Đức Phật nói như vậy. Khi mà tìm hiểu nguyên nhân thì vị này mới tìm đường đi vào pháp hành. Bởi vì pháp học giỏi quá rồi, bây giờ đi vào pháp hành. Mà vào pháp hành thì quý vị biết, trong cái sự tu tiến, một cái vị sa di 7 tuổi làm thầy của mình. Vị sa di mới có 7 tuổi chấp nhận đứng ra hướng dẫn tu tập cho cái vị Tam Tạng pháp sư. Nếu mà chúng ta tự ái ha, chúng ta ngã mạn ha, chúng ta coi như không chấp nhận sự thật á, thì chúng ta sẽ thất bại liền. Mà mình là một người lớn tuổi, một vị sa di 7 tuổi mà làm thầy, nhưng mà chấp nhận để đi vào pháp hành. Và khi đi vào pháp hành thì quý vị biết rằng cũng bị đầy đọa, cũng trung chuyên lắm. Vị Tam Tạng pháp sư mà bây giờ vị sa di 7 tuổi nói rằng, trong khi mình y áo, nghĩa là coi như là xịn á, bằng lụa, bởi vì giàu mà, người ta dân cúng nhiều mà, bệ vệ mặc y mặc áo để mà coi như xin thọ giáo một cái vị để làm thầy mình để học hỏi. Thì trong số các cái vị thánh đó, từ trên xuống dưới, mà người ngồi dưới cùng là mới có 7 tuổi, trưởng lão,
Nếu vị lớn là chỉ qua chứ vị bên, vị bên là chỉ qua vị, đó là cái vấn đề nhân duyên. À rồi vị này cuối cùng là đâu có từ chối, chấp nhận đứng ra. Rồi mới nói là à cũng trình diện thầy đó là này kia cũng tôn trọng. À cái vị sa di này mới nói này Bồ Thí La, đi thẳng xuống cái hồ kia, bởi vì đã tôn là thầy thì phải nghe lời sư phụ nhé. À mình lớn tuổi như thế này mà mới 7 tuổi mà sai mình đi xuống hồ, nhưng mà chấp nhận sự thật, chấp nhận sự thật cũng lội xuống thẳng vô hồ luôn. À y áo đường mặt đàng hoàng vậy mà biểu lội xuống hồ, à cũng lội xuống vô hồ luôn. À y áo ướt xuống, để coi cái vị này có thật công tu tập hay không, vị này có nhẫn nại không, vị này có vấn lời hay không. Rồi khi mà lên trên, rồi một con voi ở đâu không biết mà nó ao 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 nó chạy tới muốn hút luôn cả cái vị tỳ khưu Bồ Thí La đó, thì tìm đường để mà trốn. Thì cái vị sa di đó nó, cái thân này là cái gì mà phải sợ nó? Nó là đâu phải của mình mà phải sợ nó làm gì vậy? Cứ đứng tự nhiên đi. Chạy trốn, nhưng mà khi mà mình đứng lại thì con voi đó nó là né qua một bên, nó không ủi mình. Chẳng qua đó là những cái sự thử thách, đó là những sự thử thách mà vượt qua thử thách đó thì chúng ta mới thấy cái sự thật nó nằm phía sau đó. Bao nhiêu hù dọa, bao nhiêu cái vấn đề la lố ôm sồn, khi mà quý vị sai một chút cặp một chút thì chúng tôi lại khắc khe đối với quý vị, thì quý vị tự ái thì làm sao mà tiếp thu. Chúng tôi ở đây đâu phải là thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì sợ, thiên vị vì si mê. Mặc dù tham sân si vẫn chi phối chúng tôi, nhưng mà bây giờ giữa đám đông thế này mà bây giờ chúng ta để cho thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì sợ, thiên vị vì si mê, thì cái rung này còn cái gì nữa? Cho nên chúng ta học phải đi vào thực tế. Còn bây giờ cái tâm tham đi vô chi tiết thì có huynh tin tâm sân, lộ trình của tâm như thế nào, tâm si như thế nào, đó là khi nào chúng ta đi vào chi tiết lộ trình của tâm nó tiến triển, chúng ta sẽ triển khai. Còn ở đây trong cái kinh á thì chỉ nói lên cái đại ý chứ không nói lên sự suy diễn. Câu Phật ngôn này Đức Phật mình nói vậy đó, chúng ta hiểu được bao nhiêu thì hiểu theo nội dung. Có làm hại ruộng vườn thì cũng giống như con người chúng ta, tâm tham, tâm sân, tâm si làm hại con người chúng ta. Mà khi chúng ta bố thí đến những người ly tham, ly sân, ly si thì cái phước báo nó rất là lớn. Mà bố thí đến người ly tham, ly sân, ly si thì cái phước nó sẽ trổ trong hiện kiếp, tức là quả báo nhân tiền. Những cái vị đã nhập đại định, nhập thiền diệt á, tức là trong vòng 7 ngày không ăn không uống, trong vòng 7 ngày không ăn không uống đó, những cái vị đó có tham, có sân, có si hay không? Chắc chắn là không. Bởi vì khi mà tham, sân, si mà nó phát sinh lên thì chắc chắn rằng họ không được an tịnh trong 7 ngày, mà họ có thể nổ khùng lên tẩu hóa nhập ma. Tham sân si sẽ làm hại người đời, làm hại cho người tu, tức là đó là một cái pháp môn bất thiện. Mà khi chúng ta hướng tâm đến thì cái tâm định của chúng ta nó không duy trì, mà nó sẽ bị phóng tâm nghĩ bậy nghĩ bạ,
mà không thể nào mà kéo dài thời gian 7 ngày được. À, thiền diệt tức là trong lúc đó tham sân si người ta đã vượt qua hết rồi. Mà khi mà vượt qua rồi á, mà chúng ta bố thí đến những người đó, bố thí không phải là muốn ngon vật lạ. Ví dụ ông Sumana chỉ bố thí tới Đức Phật thôi, mà bố thí tới cái gì? Những cái chàng hoa lài á, bố thí những chàng hoa lài đến Đức Phật. Mà quý vị biết rằng nó cháy thành những cái lọng bay lơ lửng ở trên không che Đức Phật và Chư Tăng. Quý vị thấy rằng đối với những người mà không còn tham, không còn sân, không còn si, thì có quả báo nhãn tiền nó là như vậy. Rất là hy hữu. Chứ đâu phải là đợi kiếp sau, làm phước bây giờ mà để kiếp sau mới hưởng. Cũng như quý vị mà hay phát nguyện, do sự phước báo mà chúng con đã trong thực làm đây, hãy là một duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Khổ một cái nó làm bây giờ mà chứ mà nên chờ tương lai mới hưởng. Tại sao quý vị dọn cơm lên sẵn rồi không ngồi vô mà ăn đi? Dọn cơm lên rồi cái chờ ngày mai ăn, kỳ không? Dọn cơm lên thì ăn đi chứ, dùng cơm sẵn rồi thôi chờ ngày mai ăn. Nơi tâm trong ngày vị lai, tức là thọ dụng trong ngày vị lai, chờ tương lai thì mới hưởng. Tại sao mà bây giờ không hưởng bây giờ? Mình làm bây giờ mà mình không chịu hưởng bây giờ, mình chờ tới tương lai để mà hưởng. Cho nên cái câu mà Idam Punyan Sawakkhaya Vahang Hồ Tú, chữ hô tú là đủ rồi. Anagate ca lê chi mà nó lòng thòng nhỉ, khổ quá. Bây giờ biết bây giờ đi. Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, quý vị thấy quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Mà hiện tại tuệ quán chính là đây. Khi mà quý vị đối diện với đối tượng đó là Chư Tăng, thì điều trước tiên hai tay của quý vị có cái gì? Có những lễ phẩm. Mà khi có những lễ phẩm, dù là vật thực, dù là y áo, dù là thuốc men, thì cái này mồ hôi nước mắt của mình đã tạo ra. Mà khi đã tạo ra bằng chánh mạng như vậy rồi, chánh nghiệp như vậy rồi, mình đem những cái vật thí này hướng đến Chư Tăng, mình cầm trên tay, rồi sao? Thân của mình đã thể hiện bằng hành động từ nhà đến chùa, hoặc là từ trong nhà bước ra ngoài đường, tay bưng một chén cơm, tay bưng một chén cơm, rồi tay vươn một chén cơm như vậy. Thì bây giờ là sao? Cái miệng mình để làm gì? Bạch sư, con cũng vừa một cái tiếng nói như vậy, đó là lời tắc mạch, đó là lời tắc mạch. Hoặc là cái vị sư đó, mình cầm một cái bao thơ, khi mà chư tăng ngồi trên bàn, mình cầm cái vị thơ dân vị này, nhưng mà vị này á lo nhìn chỗ khác hoặc là gì đó, thì mình cầm cái vị thơ, mình phải cái khẩu mình cũng phải hùng phước đấy chứ. Có nghĩa là mà sư thì vị kia quay lại mình mới dâng cúng, phải không? Chứ không lẽ là coi như là anh tới mình dúi xuống đó, dúi xuống bàn, cái miệng mình không nói gì hết. Rồi ông sư đó ông đơn đơn ngồi, ông mơ màng gì đó, hoặc là ông liêm diêm cọc mắt gì đó, thì mình cũng phải làm cho cái vị đó tỉnh lại, để cái vị đó thọ nhận mình dân đúng pháp. Chứ không phải mình tới mình mà mình bỏ cái bình bát hoặc là mình cầm xuống tới trước mặt để xuống vậy, không nói lời nào. Thân mình đã tạo thiện nghiệp thì cái khẩu phải tạo thiện nghiệp. Còn cái ý mình là sao? Trước khi mình làm mình quan nghĩ, bây giờ mình đang làm cũng quan nghĩ chứ.
Rồi mình về nhà mình nghĩ lại, ồ quan hệ quá, hôm nay mình đã trọn vẹn, tức là từ nhà đến chùa rồi mình về trong sự quan hệ. Thì bây giờ chúng ta được ba thời ha, trước khi làm, khi đang làm và sau khi làm. Thân này, khẩu, ý của chúng ta một cách trọn vẹn. Một điều mà trong cái mùa dịch năm nay là quý vị có thể chỉ được qua gián tiếp thôi chứ không được trực tiếp. Có những thí chủ không về tham gia cái lễ hội dân y tại Việt Nam, người ta với cái tâm muốn làm thí chủ, nhưng mà cái tâm quan hỷ thôi, còn cái thân và cái khẩu phải nhờ người khác, nhờ người khác tác bạch và nhờ người khác đại diện để đổi y bác, thì đó là một cái điều mà họ hơi bị thiệt thòi. Thường thường người ta nói của cho không bằng tư cách để mà cho. Người cho với một sự cung kính, tôn trọng, thì cái người đó sau này có thể làm vua ha. Nhưng mà ông chủ đó ông sai, đem ra cho ông sư đó, tức là thấy ông sư đi bác trước nhà thì mình đứng chỉ tay năm ngón, đem này ra để bác cho mấy ông đi cho phước mắt đi. Thì bây giờ cái người đầy tớ ôm bậc thực ra mỗi dân cúng mình một cách tôn kính nè, bằng thân bằng khẩu bằng ý ha, đâu hoan hỷ trong đó, thì sau này nó làm vua. Còn cái ông chủ nhà đó hả, có thể làm cận thần hoặc là làm lì tớ, làm tùy tùng, mặc dù mình là chủ nhưng mà không đủ cái vấn đề thân khẩu ý. Hoặc là cho với cái trường hợp mà coi như không có quan hệ, thì như vậy quý vị thấy bài học hôm nay, câu Phật ngôn này, ai cũng có tham, có sân, có si. Nhưng mà tham sân si này á, do chính bản thân của chúng ta đưa cái ngã vào, tôi thương, tôi ghét, rồi tôi coi như không biết gì hết. Tức là tham sân si ở đây ám chỉ là ví dụ như ai như vậy, ai làm vậy tôi cũng làm theo, đó là tại vì tâm si ha. Mà cái tâm si này á, tức là không phân biệt chánh tà. Ví dụ người ta nói Phật mà cũng có Phật giàu nghèo, hễ chùa giàu thì bác anh theo, chùa to Phật lớn thì đại đức, am nghèo cốc nhỏ đạo lên nheo, tiền nằm trên Phật tiền quanh liệt, Phật dưới đồng tiền Phật chết quéo, tưởng đến Phật giàu thương Phật khó, Phật cũng có Phật giàu nghèo. Mình nghe vậy ô có phần có điều hay quá Phật lòng, rồi mình đọc lên mình quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, cái đó là tâm sĩ. Phải không bà con? Sao niệm tu vậy? Thôi ngủ hết rồi, thôi bây giờ cũng phải chấm dứt thôi chứ, nói mà không ai chịu nghe hả? Thôi chấm dứt. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây ha. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để thấy chính bản thân của chúng ta có tham, có sân, có si thiền khởi. Vậy thì chúng ta phải tu tập như thế nào để có được sự an vui, tiến hóa trong cuộc sống mà khỏi bị nó chi phối ha. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiểu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn kính chúng hộ trì đến tăng ni và chúng nam chúng nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sanh chốc ách tê nạ sô kỳ vô vô tụ sập ạ đà. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni đạo tràng học hội thiền thủ trí thức, nhất là những vị lớn tuổi này, những vị mà sức khỏe không được tốt đẹp, mong quả phước này
quý vị đó luôn được vui, được hiếu bình kinh an, một đề tâm viên mãn. Kính chúc quý vị luôn luôn được an vui trong giáo pháp của Bậc Đạo Sư. Xin mời Sư Cha Nhật Quỳnh Hoa Nghĩ kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Alo, xin Nhật Quỳnh, xin Hồng Nhật nhé.